chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Minh Dự rất vui khi gặp lại quý vị vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị ơi, nhắc tới nghệ thuật tạo hình bánh kem thì chúng ta không còn xa lạ gì nữa hết á. Nhưng nhân vật ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ là vô cùng thú vị, bởi vì ngoài cái đôi tay vàng khéo léo tạo hình bánh kem ra thì nhân vật này còn làm được những bông hoa với kiểu dáng vô cùng độc đáo. Ngày hôm nay thì quý vị sẽ được gặp nhân vật này và Minh Dự đang đợi trợ lý của chương trình đem nguyên liệu tới. Trợ lý ơi. Dạ, đây. Kiếm gì nữa anh lấy gì? Ủa đi nấu cơm trưa hả? Sao đem có cái chảo với thố bột vậy? Không, đâu có, ủa, bữa nay nói nấu bánh xèo. Ai nấu bánh xèo? Ủa, có người kêu nấu bánh xèo em đem được. Rồi dựa vô cái căn cứ nào mà nói hôm nay làm bánh xèo? Thì nè, cái chảo với cái bột gạo là làm bánh xèo chứ gì nữa anh? Đâu ra? Bữa nay mình đi học làm bánh. Ủa, bánh gì mà làm bánh bột gạo? Làm những cái bông hoa được làm bằng bột gạo nữa. Hôm bữa giờ rần rần trên những cái trang mạng đó, không thấy hả? Phụng. Hay lắm, bởi vì cái nhân vật chúng ta gặp á là làm bánh kem là chuyện bình thường đúng không? Nhưng những cái bông hoa làm bằng bột gạo kiểu dáng nó độc đáo lắm kìa. Ôi, xạo sao mà tính được. Nè, làm quà tặng cho người yêu là hú hồn luôn nghe. Phải không? Thiệt. Hy vọng là Chuyện Thêm Vàng ngày hôm nay sẽ được Minh Dự giới thiệu một người tài năng, tài giỏi, có thể là hướng dẫn cho Vàng làm cái bông bằng bột gạo. Nói dài quá mà cũng có ý một à. Có ý một. Dạ quý vị ơi, hãy cùng Minh Dự và Thanh Vàng gặp gỡ nhân vật thú vị này nha. Đi. Tới rồi. Dạ chào chị. Chào Minh Dự và Thanh Vàng. Dạ em chào chị. Ngày hôm nay em và Thanh Vàng cùng chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây tới đây hỏi thăm chị chút xíu. Dạ, ở đây là những tác phẩm của chị nè, phải không chị? Ủa, tác phẩm gì? Cái nói cái bánh kem là bánh kem đâu? Tôi tự nhiên có thấy cái bánh không, banh con mắt tao dòm cái bánh nè. Cái gốc cây nè. Cái gốc cây nè. Cái này là cái chậu bánh nha. Cái gì? Bánh phải không chị? Bánh đó. Cái này là cái bánh đó hả? Còn trên này những bông hoa này là đừng tưởng bình hoa hay là hoa giả đem vô trưng, mà là hoa làm từ bột gạo đó. Cái gì? Cái hoa này mà là bột... Ê, bột gạo thiệt nè. Thiệt. Đó, nó mềm mềm, dẻo dẻo đó, thấy không? Đó. Trời gì, chị em giờ mới tưởng tượng đang trưng bày đường bông Nguyễn Huệ vậy đó chị. Giờ mới tưởng tượng đang trưng bày đường bông Nguyễn Huệ vậy đó chị. Nó rỡ sắc màu luôn. Ở bên kia là phố ẩm thực kìa. Thì đó, khu ẩm thực luôn nha bộ. Chị, dạ chị cho em hỏi là mình theo cái nghề làm bánh làm hoa này được bao nhiêu năm rồi chị? Chị theo cái nghề làm bánh kem này là hơn 20 năm. Hơn 20 năm? Hơn 20 năm. Là từ khi nào chị bắt đầu với cái nghề này? Năm chị 15 tuổi là chị đã bước vào nghề này. 15 tuổi hả chị? 15 tuổi. Cơ duyên nào mà gia đình cho chị đi học làm cái nghề bánh? Tại vì như vậy, chị ở cái vùng quê của chị á, thì nó rất là nghèo. Cho nên mỗi lần mà nó cũng không có điều kiện mà để có được những cái chiếc bánh đẹp như vậy nè. Cho nên đợi những cái dịp sinh nhật thì chị mới được thôi. Cho nên chị mới nói với mẹ chị là cho chị đi học cái này là chủ yếu là thỏa mãn cái thích để học, để mình ăn được cái sản phẩm đó do chính tay mình làm ra. Là hồi xưa quê chị ở đâu? Chị ở An Giang, Châu Đốc. Chùa hay quá ha. Nhưng mà em nghĩ là đi làm, học làm bánh kem thì làm những cái bánh mà dạng cái nó cái khuôn, cái mẫu nó bình thường của mình là bánh tròn hoặc bánh vuông thôi. Chứ mà những cái tạo hình nghệ thuật như thế này là chị học và tự chị phát triển nó hay như thế nào chị? Ngày xưa thì mình học là chỉ những cái bánh kem bắt từ những cái bông hoa hồng, hoa này nọ lên thôi. Dạ. Sau này thì chị được một người thầy chị ở Canada hướng dẫn cho chị. Rồi chị đi Hàn Quốc, đi nước ngoài này nọ để chị học thêm những cái bộ môn này. Trong đó có cái bộ môn này thì chị tự nghiên cứu ra. Dạ. Có nghĩa là chuyển những cái món ăn của bên ngoài hoặc là những cái sự vật bên ngoài nó vào cái bánh kem của mình. Là một trong những người tiên phong trong phong trào làm bánh kem nghệ thuật với những mẫu bánh độc đáo, Lâm Ngọc Trân là cái tên không xa lạ với những ai yêu nghệ thuật làm bánh những năm gần đây. Ngọc Trân không chỉ là một người thợ chỉ biết dựa theo mẫu mà còn tạo hình mẫu bánh như nghệ sĩ thật sự. Ê
Nhưng mà em thấy là làm bánh kem cũng là một nghệ thuật, tại vì tạo hình kiểu dáng và làm những chi tiết họa tiết trên bánh nữa. Thì cho em hỏi là nó có cần tới một cái thiên phú không? Ví dụ là thường ta thường nói là có hoa tay mới làm được á. Theo chị nghĩ là như vậy, khi mà tất cả những cái sản phẩm mà hiện tại của chị có thì cái phần trăm mà quyết định cho cái mình thành công đi theo con nghề, cái con đường này không, là đầu tiên trước tiên là em phải đam mê 50% trong đó. Dạ. Thì sẽ quyết định là em có thành công hay không. Tại vì em không thích cái đó, chẳng hạn như một cái sản phẩm đó đưa ra mà em không thích cái sản phẩm đó thì em sẽ không có bắt đầu em nghiên cứu nó được như thế nào. Chẳng hạn như bây giờ cái hoa sen đi, em thích nó thì em sẽ nhìn vào trong cái cánh hoa sen đó nó đi từ mấy lớp ra, thì trong cái mấy lớp đó em mới biết là cái cánh nó khi nào nó úp, khi nào nó nằm nghiêng, hay là khi nào cái cánh nó gần có nghĩa là cái hoa nó gần tàn thì cái cánh nó như thế nào. Mỗi cái hoa nó sẽ có cái dáng, thì cái đó là giáo viên không chỉ mình, do mình tự nghiên cứu ra mình. Tại vì bên ngoài tất cả những cái sản phẩm nó sẽ không bao giờ một cái hoa nào nó hoàn chỉnh hết, nó sẽ đi theo có cái những cái hoa nó sẽ nở về một bên, và có những cái hoa nó nở tung hết. Cho nên khi mà mình ráp lên một cái bánh hay là một cái bình hoa gì đó thì không có một cái hoa nào nó giống theo cái form hoa nào. Còn nếu mà nó giống hết là giống như cái hoa mình sẽ đổ khuôn. Những bông hoa rực rỡ khoe sắc như thế này được gọi là bánh hoa, vì chúng được tạo ra từ bột gạo, bột sữa, thậm chí là bột đậu xanh và bột nếp. Hiện nay, bánh hoa đang là những từ khóa rất ấn tượng trên các diễn đàn làm bánh. Ấn tượng vì nguyên liệu làm ra những bông hoa sinh động này rất an toàn với sức khỏe người dùng, có thể tìm thấy trong gian bếp của mỗi nhà. Ấn tượng tiếp theo là sự sống động như thật của những bông hoa này, từ màu sắc, đài hoa, nhụy hoa, đến các đường gân ở cánh hoa hay ở lá. Quả thật khó tin. Dạ chị cho em hỏi là ví dụ như là em thấy là cái đây là một cái con đường mà nó đi riêng hẳn với những người làm bánh khác, thì cho em hỏi chị một cái là trong cái con đường riêng này của chị thì chị có khi nào chị cảm thấy là nó khó khăn và có những cái vất vả mà chị cảm giác như chị muốn chùn bước hay không, và có cái điều gì để thôi thúc chị tiếp tục làm nữa? Mỗi cái bánh á, giống như chị thường hay nói là mỗi ngày chị là đều học hết. Cho nên không có một cái khi nào mà chị cảm thấy chị mệt mỏi. Là tại sao? Là tại vì như vậy, trong cái đầu của chị lúc nào cũng nghĩ hôm nay mình sẽ làm cái bánh đó thì mình sẽ nghiên cứu cái bánh đó ra như thế nào. Ví dụ bánh về món ăn thì mình sẽ nghiên cứu, mình sẽ lấy một cái món ăn thật của đó, mình sẽ để kế bên để mình tìm tòi. Có nghĩa là mỗi ngày là đều học hết, tuy là nó rất là khó, nhưng mà khi mà mình làm được cái sản phẩm đó xong rồi thì mình cảm thấy là mình rất là vui vẻ. Cho nên chị cảm thấy cái điều mà chị đang làm nó không có làm cho chị mệt mỏi cái lúc mà chị đang tìm tòi. Những cái sản phẩm chị làm ra, ví dụ như hoa nè, món ăn nè, giống như cái bình này cũng vậy. Vậy thì là do chị quan sát những cái thực tế ngoài đời, hay là có cái nào chị tự tưởng tượng, chị sáng tạo trên bàn tay của mình không? Thường thường là như vậy nè, khi mà em muốn làm một cái hoa cho nó đẹp thì em phải lấy cái hoa thật, em đặt kế bên cái sản phẩm mà mình muốn làm. Chứ không thể nào là tôi muốn làm một cái hoa đó mà tôi lại đi nhìn vào cái hình của một cái bạn khác để tôi nghiên cứu qua cái sản phẩm của tôi, là bên đó chị không làm. Chẳng hạn như chị muốn làm một cái hoa thật đó, thứ nhất là chị phải tìm đúng cái hoa form hoa chị thích. Cái thứ hai nữa, cái khó nhất trong tất cả mà cái mà làm để nên những cái sản phẩm mà nó có hồn là mình biết cái phối màu. Cái màu hoa của mình làm như thế nào với cái màu hoa thật nó như thế nào, hai cái nó phải tương đồng với nhau. Thì cái điều đó nó làm cho mình có một cái khó thời gian ban đầu. Là đầu tiên là mình sẽ khó lắm, là tại vì mình không hiểu làm sao mà mình đi ra được cái tông màu đó. Chẳng hạn như em nhìn một cái hoa của chị, trên cái hoa đó nó sẽ không có một màu đâu, nó sẽ có những cái điểm mà nó nằm ở phần trong thì nó sẽ đậm màu, và những cái điểm bên ngoài á, do cái ánh sáng nó chiếu vào á, thì nó sẽ nhạt màu hơn. Cho nên khi mà mình ráp lên một cái hoa, nó sẽ chuyển tông màu từ đậm sang nhạt. Tiên phong trong lĩnh vực làm bánh hoa có thể kể đến là anh Nguyễn Vĩnh Duy, tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Quê anh ở Bình Định, gia đình có truyền thống làm các loại bánh truyền thống. Khi công việc có nhiều căng thẳng, anh Duy mày mò làm bánh. Cũng từ những nguyên liệu mộc mạc quen thuộc như bột nếp, đậu đen, đậu xanh, đường trắng, v.v. Nhưng anh đã tạo ra những hình trái cây, hoa rất đẹp. Rồi cứ thế anh bén duyên với nghề làm bánh hoa. Mỗi tác phẩm của anh Duy làm ra đều rất đặc biệt. Đúng
theo kiểu vừa phải ăn được, ăn ngon, an toàn cho sức khỏe và sống động như thật. Được biết, anh Duy thường hay mở những lớp dạy làm bánh hoa này. Số lượng người đăng ký theo học rất đông và anh chỉ nhận học viên với số lượng hạn chế. Anh Duy cũng là một người thầy đã chỉ dạy cho chị Ngọc Trân làm bánh hoa này. Dạ chị, bây giờ mình chị có thể dạy cho em về những nguyên liệu cần thiết và những cái bước đầu tiên không? Trước tiên thì để làm cái hoa bột gạo này thì mình phải có cái nguyên liệu đó là cục bột gạo. Bột gạo này là mình phải hấp lên. Sau đó rồi mình sẽ để cho nó nghỉ khoảng 5 tiếng đồng hồ, mình nhồi cho nó mịn lại. Sau đó mình sẽ dùng hai cái lòng bàn tay mình như vậy, mình xe cho nó tròn. Khi mà xe tròn xong, dùng hai cái phần cố định tay để xe ra hình giọt nước. Giống như trước thằng làm, đúng không chị? Giọt nước của em sao tròn dữ vậy? Ủa, giọt nước bao dù một chút hả chị? Giọt nước mắt. Được vậy, nó nói vậy được dài được chưa? Cái trứng này. Được, thưa chị. Đúng rồi chị. Đó, đau đau. Rồi dùng ngón tay mình đè xuống. Đè cho nó đều quá trơn không chị? Đè một điểm trọng tâm thôi. Ủa sao có chị nó... Nó tròn như vậy mà của em không ra vậy phải không? Tại vì cái giọt nước chị dài, giọt nước em ngắn còn vậy. Giọt nước em như một cái ngón tay. Nếu làm gì cũng ra được mà phải không chị? Đúng. Cũng được. Nhưng mà đã học thì phải học cho tới. Thử để sáng tạo coi. Đã học để cho ra nghề luôn nè. Sau đó mình dùng cái đầu vát này nè. Em nhớ một điều nha, cái này nó hơi quan trọng. Em tán cho nó hơi ra. Ủa sao nó vẫn màu dùng? Em tán mỏng nó ra thì càng về ở phần trong á cho nó hơi dày. Tán thẳng hả chị? Thẳng xuống luôn em. Nữa. Đúng rồi. Nó đúng sẽ không cái... chị? Đúng, đúng rồi. Ngóc cái đầu lên còn làm không được, cái gì mà phải cắm cái đầu xuống dưới đó là. Mình cảm cho người cỡ 4 độ đi. Sau đó mình mới mở cái này lên. Giống như quạt mo à. Tròn vo vậy ta. Cái cánh sao tròn vo. Với lại cái hồi nãy cái giọt nước của em á, giống như giọt nước mắt vậy á, nó tròn vo luôn á. Dự mà nó không làm những gì, không biết là làm gì xong đó. Xin lỗi, tôi khéo tay lắm. Nó khéo tay. Quý vị ơi, Dự rất khéo tay nha mọi người. Cái này là bong bóng. Nó bự hơn cái này nè Dự. Nó bự luôn cái này. Rồi sao ép nó Dự? Kể lắc mà nãy giờ mình bập là cái nó dư cái mình xé ra. Rồi xong em mở cái này ra, em chấm một miếng xíu trong cái bột bắp này. Ít thôi nha, đừng chấm nhiều nha. À, giống như dặm phấn trên mặt diễn viên vậy đó. Hai mặt hết. Rồi cái góc của em á, cái nào nó nhọn mà để phần phía sau vậy? Cái này nhọn mà chịu. Ép thì ép để xuống như vậy nè nha. Em ép thẳng cái tay xuống, trực tiếp xuống như vậy. Xong em bóp nhẹ hai phần hai bên hông này. À, để tạo cái độ cong của cái... Sau khi đó mình dở từ phần này dở ra nha. Phần nào dày nhất mình dở ra. Ủa chị, như cái này là chị... Cái khuôn này là chị tự làm hay là chị đặt ở đâu? Cái đó là chị đặt đem lại những chỗ nơi mà người ta làm khuôn á. Em lấy cái phơm hoa thật, em đưa cho cái thợ làm. Bây giờ bắt đầu mình sẽ ráp cánh. Đó, em lấy một cục bột đi để em làm cái trục. Một cục bột. Hồi này giống như hồi nặng đất sét ấy chứ, hồi nhỏ đi học thủ công á. Em phải quét một lớp hồ nha. À, cái này là hồ... Nếu mà muốn bung cái cánh hoa ra là em phải đắp cái cục này nè cho nó to từ từ ra. Thì mỗi lần một cái lớp cánh là mình phải đắp thêm. Để cho cái cánh hoa, có những cái cánh hoa to như vậy thì nó sẽ chịu được cái lực bên ngoài. Nó nở từ từ. À, tức là quan trọng là phần giữa bự. Khi mà nó cố định được cái phần đầu trên này xong rồi, cái tới phần cái lớp cánh thứ hai á, mình cho thêm cái phần bột vô. Cái trụ bên trong á, nó to ra thì cái cánh bên ngoài nó mới đẹp. Em đo như này, cái chiều dài của cái hoa mình, lúc nào cũng vậy nó, cái cánh hoa của mình nó phải cao hơn cái nhụy. Chứ không thể nào cái cánh hoa mà nó nằm như vậy. Cho nên khi một hồi mà em ráp cánh vô là phải ráp từ trên cái chân này em ráp xuống. Dạ. Nhưng thành ra cái phần trên này mình cho nó đẩy lên cao. Đẩy cho nó phần bột đó, nó nhiều xíu. À, tức là mình phải gọi là giải phẫu học cái bông ra để mình thấy nó từng lớp cấu tạo. Mỗi cái phần chân á, tại vì cái phần cánh hoa nó sẽ khô rồi, khi muốn nó dính lại với cái phần bông hoa đó là mỗi phần chân mình cho nó một chút xíu thôi nha. Nhiều quá là không được nha. Cắm thẳng trực tiếp xuống đây. Cái cánh nhỏ này. Cánh nhỏ đây.
thì 4 cánh như vậy. Ở phần trong nó chỉ cần khoảng 12 cánh cho cái hoa là được. Một cụm nó là 3 cánh hoặc là 4 cánh. Nè, cái cánh lớp thứ hai của cái phần nhỏ nè, nó sẽ chia ra làm 3 như vậy và so le với nhau nha. Đầu tiên là mình 4 cái trước để cho nó cố định đúng không? Một cái hoa nó gồm 4 cụm. Thì một cụm của nó sẽ có thêm là 3 cái cánh nhỏ bên trong. Cho nên khi mà mình làm á thì mình sẽ chia cái 3 cái hoa này nó, 3 cái cánh hoa này nó phải so le với nhau. Dự nè sắp. Trời đất ơi. Đi học làm bóng rồi xong tự nhiên lăn ra ngủ. Làm đi. Em cũng không mà nè. Ủa. Bông hoa tulip hả? Mong mà lúc mình tặng cho ta thì mình cầm mình tặng thôi. Mình đừng có bung ra. Trời ơi, làm bông mẫu đơn mà nó làm cái bông có nhiêu đây là ủa? Là ngừng từ cái công đoạn thứ hai, từ cái tầng thứ hai là xong là em ngừng luôn hả? Lộn mắt nhức lưng quá à. Quý vị, làm bằng tay, bằng thủ công. Bởi vậy mình thắc mắc sao đồ thủ công nó thấy nó bình thường mà nó mắc quá. Trời đất ơi, tốn công, tốn sức, mồ hôi nước mắt dữ dằn lắm quý vị ơi. Kìa, coi thành phẩm của cô giáo kìa thấy không? Không những là mồ hôi nước mắt không đâu, đó là cả một cái sự nghiên cứu rồi tìm tòi học hỏi luôn. Cái bông của mình nó bung tè le tét lét mà nó lại còn không đều tầng nữa. Còn trong khi cái bông của chị là nhìn thấy là nó như cái bông thiệt luôn á. Bông mình như bị lai đột biến hay sao. Nói chung ngày hôm nay tụi em rất là cảm ơn khi mà chị Trân đã hướng dẫn tụi em cái cách để làm những cái bông hoa từ bột gạo như thế này. Phải nói là những người Việt Nam của mình thì rất là tài giỏi và hay. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã cho tụi em một cái trải nghiệm vô cùng thú vị. Ở Việt Nam mình nhiều người tài lắm, vậy phải đi khám phá mới thấy rõ được. Trải nghiệm rồi mới thấy là cực khổ cỡ nào mà làm ra một cái bình bông bánh kem lung linh vậy. Nhờ những người như chị Trân đây nè, thì những cái bánh kem lúc mà tặng nhau dịp sinh nhật, dịp đám tiệc, cưới hỏi á, nó bắt mắt hơn, nó thú vị hơn mà nó sáng tạo hơn nữa. Nhờ chị Trân thôi chứ không có nhờ Dự nha. Nhờ chị Trân chứ ai nói Dự chứ đâu. Đó, nhưng mà sau này biết đâu thời gian rảnh qua chị Trân học khóa làm bánh, làm bông vậy, về nhà cho người thân bạn bè mở mang tầm mắt rồi sao. Chân không có dạy đâu, chị Chân bận ở dưới An Giang rồi, không có lên dạy Dự. Xuống An Giang hả? Không có ngại đường xá xa xôi hiểu không? Cầm bông lên cho chị Chân chấm điểm coi nào xấu hơn. Bông còn ép nụ, cái bông em còn ép nè chị. Nhưng ngại ngùng nó chưa bung ra. Bông em là nó thiếu cánh thôi chứ không gì hết. Còn bông của vàng á là mai mốt em ráp cái cánh lại như vậy nè. Cái phần hoa này nè, cái phần cánh bên đây nè. Em đừng có cho cái cánh nhỏ mà nó xuống quá. Dạ. Em bỏ nguyên một cái phần lớp này lên. Em tưởng tượng nó như cái bông sen á chị. Đúng rồi đó, em ráp phần trên bông sen thì phần dưới hoa peony. À, tụi em chúc chị nhiều sức khỏe, lúc nào cũng dồi dào cái sự sáng tạo để mà phát triển cái công việc mà làm bánh kem hình bông hoa như vậy và làm cho những buổi tiệc sinh nhật có thêm phần dễ thương ha. Cảm ơn em. Cảm ơn Hình Vàng, cảm ơn Minh Dự. Quý vị ơi, hãy cùng đón xem những điều thú vị và độc đáo chỉ có tại chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây, được phát sóng lúc 19 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ, Minh Dự, Thanh Vàng cùng Ngọc Trân xin chào và hẹn gặp lại.